dân. Chú cháu mình ra đường. Tên 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 tên. Buồn nào hơn đêm nay đi thấy anh trên đường phố, tay trong tay âu yếm vui bên nhân tình, nghe lòng nát tan ra rơi. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì Phong Bùi trở lại thăm chú Út. Hôm trước thì Phong với chú Út cũng có một cái buổi trò chuyện khá là thú vị. Chú Út là một người thuộc thế giới thứ ba, mà mọi người hay gọi đó là một người đồng tính. Thì chú dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà cuộc sống rất là khó khăn và lúc nào cũng yêu đời khá là vui tươi. Hôm nay thì Phong trở lại, Phong vừa mới thấy chú nhận một ít trứng nè với thực phẩm từ một cái chú tổ trưởng. Này tổ trưởng cho chú hả? Tặng cho chú. Dạ. Yeah. Đợt này thấy Út mặc đồ style hơn đợt trước luôn nè. Nay chủ nhật. Dạ. Út hôm nay có đi nhặt ve chai không? Thì đó mới đó được đi vô đếp đó con. Ừ, để con coi thử ha. Thì đó trong cái rổ đó. Sáng giờ là Út đi đó, nhặt. Được nhiêu đó. Lùm được nhiêu đây bán được mấy ngàn trời. Này chắc được 2 ngàn quá. Hai thì cứ được 2-3 ngàn, 5-3 ngàn thì từ từ tích lũy lại đó. Đó, lụm đổ vô rồi. Vậy làm sao mà đủ chi phí cơm nước hàng ngày? Thì đó, có đủ, có gạo, có gì ăn đó, đừng có gì được. Một chút con cất đồ vô coi. Hôm nay là chú ra đường không có trang điểm nha. Không có trang điểm gì đâu. À. Hôm trước thì con có chia sẻ với chú Út á, thì mọi người cũng khá là thích khi mà Út trò chuyện rất là vui, hát hò đồ dữ dằn lắm. Hôm nay con trở lại thăm chú. Dạ. Có cái món quà nhỏ nè, con mới ghé kia con mua tặng chú. Rồi cảm ơn ba một con. Kêu chú khui ra thử đây, xài thử được không? Rồi được mà, ý đồ con tặng từ từ Út khui. Đây, còn có cái cô nữa, cô xem clip con á. Cô... cô gửi cho Út món quà nhỏ 500, con chuyển cho Út luôn. Ông Bùi đang quay. Dạ. Dạ có cái cô kia xem clip con á, gửi ủng hộ. Rồi cảm ơn cô ấy nha, giờ Út cũng không biết ai, giờ Út cảm ơn cô ấy. Dạ. Đã lì xì chốt được 500 ngàn đồng. Dạ. Hôm nay thì Út nhặt ve chai về là giờ về nhà là ăn cơm hay sao? Thì giờ về nghỉ mệt, trưa nắng rồi nghỉ mệt được không? Rồi hôm nào mình tiếp tục, mấy giờ là mình tiếp tục ra đường? Thế như là tích giờ nào rảnh thì cứ đi ra đi vô, có lụm là cứ lụm vậy đó. Dạ. Chứ không có biết ngày giờ. Dạ. Tích là cứ đi làm. Còn mọi người hỏi thăm là cái bộ đồ mà, cái bộ mỹ phẩm mà chú Út hay trang điểm đâu? Cho con coi, con chia sẻ cho mọi người xem với. Giờ để kéo cái màn lên để cho nó sáng ha. Sáng cần. Mỗi lần Út ra đường là phải trang điểm rất là đẹp nha mọi người. Chết vui vậy, ý gì xinh xương vậy. Dạ. Hôm nay dặm xương xương đi. Dặm không? Dặm đi. Dặm luôn phải không? Lấy bộ đồ, bộ mỹ phẩm của Út á. Lấy bộ mới của con luôn đi. Thôi từ từ xài. Cái gì đáng tiền từ từ xài con. Dạ. Giờ mình còn mình con thì không biết Út xài loại nào thì ý con. Loại nào Út cũng xài được. Đây là căn nhà của Út sống nè. Chung với mấy anh chị em luôn. Hôm qua mấy cháu nó thứ bảy nó ghé về nhậu rồi xỉn rồi ta. Hả vậy đó. Bộ đồ nghề của Út đâu? Đó nè. Đấy lâm la nè, lo quấn rồi gì đó. Trang điểm cho con coi thử đi. Chơi luôn. Trước khi trang điểm là mình phải rửa cái mặt trước thôi. Dạ. Hôm nay thì thăm lại chú Út, thì hôm trước mọi người có phản hồi cho mình á là chú Út lớn tuổi rồi nhưng mà khá là yêu đời. Hôm đó thì chú tặng cho mình tới hai bài hát lận. Nay tặng cho con bản gì nữa Phong? Thích bản gì Út tặng cho con. Út hát được bài nào tặng con hay? Chơi luôn, chút nữa Út hát cho. Và Út thì rất là thích trang điểm nha mọi người. Trước khi đến thì mình có mua cho Út một cái ba cái món quà. Thứ nhất là một cái bộ mascara. Thứ hai nữa một bộ phấn nền và một cái son lì. Do là mình không rành về mỹ phẩm thì mình ghé vào một cái cửa hàng cũng tương đối. Vậy là quá đẹp rồi con ơi. Út cảm ơn con rồi. Mỗi lần Út ra đường thì Út trang điểm vậy hả? Thì sương sương vậy cho nó sáng cái mặt. Đây là những cái món đồ mà phần lớn là
Út người ta cho hoặc là hay là tặng rồi đó, người ta tặng đó, mấy người chị em rồi cái không xài qua đó, bạn bè tặng cũng đẹp vậy Pháp ha. Để có bật đèn lên cho sáng sáng xíu ha. Sáng có chuyện con ra đường đi không? Dạ. Ra đường đi được rồi. Đó, soi lên cho Út thấy sáng rồi con mới rửa mặt rồi. Thấy người còn ướt ha, vì đó vậy đi cho anh chân và lẹ dần chú cháu mình ra đường. Xong môi luôn. Xong rồi. Xong xong rồi. Thương thôi. Dạ. Mình là con trai mà. Còn con nam mà. Con đậm đậm sao? Đậm đậm là bóng lại cái rồi. Hai rồi. Vô. Ba vô nghĩa mà. Vô. Rượu bia vui. Hôm qua là mấy đứa cháu ghé đây nhậu hả? Thì đó, đây đây đây. Mấy đứa em, mấy đứa cháu là nhậu cho tới giờ. Đây là cái bộ đồ nghề này mọi người. Mascara. Đó, phấn lên rồi. Phấn lên. Con phấn để ví dụ lùm lùm ra vậy đó, muốn tại gì nhanh và lẹ ví dụ. À, cả lược rồi dao cạo râu này nữa. Con cái này đủ. Cái này là dầm dầm dầm. Dầm dầm. Ví dụ. Nhanh và lẹ. Cái gì đó, hồi xưa hồi xin mà con. Lết bắp. Yêu đời quá không ai trời ơi, Út yêu đời quá. Cái điều mà hôm trước á, con với Út trò chuyện á, thì con cũng không có, lúc đó thì con cũng chưa có thông tin nhiều về Út. Thì rất là nhiều người thích thú khi mà Út hát tặng. Hôm nay Út tặng ba gì không? Hát câu đơn của anh Ngọc Sơn đi. Dạ. Yeah. Đang hot á. Được chưa con? Dạ. Và để tổ chức chương trình ca nhạc chiều nay với nhạc phẩm Hát Cô Đơn Mai Linh Tinh tặng cho khán giả cả thế giới này nghe nhé. Ten 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 ten. Buồn nào hơn đêm nay khi thấy anh trên đường phố, tay trong tay âu yếm vui bên nhân tình, nghe lòng nát tan ra rơi. Yêu nhiều chẳng được bao nhiêu. Giờ đây anh ơi, đã xa nhau thật sao? Tình anh nơi nào làm tim em nhói đau? Thà rằng chia tay nhau người ơi, đừng lanh quanh trên đầu môi. Nếu trong tim anh còn tôi, chọn một trong hai mà thôi. Đời tôi không biết gian dối, chọn tình yêu trao về ai. Đã yêu ai chung tình thật nhiều quá anh Ngọc Sơn. Hài ơi. À, yêu anh mang cô đâu, còn gì nữa đâu, mơ vui, giờ sự ánh sáng lẻ lối, về chân trời mới, đã yêu ai thì thôi, máy bay, cái cổng chân khác. Nếu trên cõi đời chẳng ai chung tình, thì tôi xin làm người cô đơn, được chưa? Sáng giả, được không Phong? Được không con? Dễ thương lắm mà. Dễ thương ông con. Dạ. Có nhạc nữa là còn yêu đời nữa. Mấy bữa là đi nhặt ve chai rồi có hát vậy ông Út? Thì cũng hát ấy là hát hết. Hát hết. Hát hết. Thích bạn nào chào bạn đó. Bình thường mà mình hát mà thuộc như thế này thì mình nghe hay là mình có điều kiện? Thì có ý như là hồi đó ví dụ ai đó hát mà cái mình nghe cái như là có ý nghĩa cái mình thích làm hát. Vậy là cứ nghe rồi mình nhớ. Ý như là nhớ, ý như là Út cũng sáng dạ, sáng nhạc rồi đó. Có một cái bạn sau khi xem clip trước của con á, thì bạn đó có chia sẻ là bạn đó cũng là một người đồng tính. Và sau khi mà xem đoạn clip á, thì bạn ấy có cái tự tin hơn. Thì hồi đó giờ Út có từng trải qua những cái giai đoạn như vậy không? Giai đoạn mà mình không dám thể hiện cái bản tính của mình không? Như có chứ, ý như là mình hồi nhỏ sao cũng có chứ con. Ý như là thế giới thứ ba giờ mới có. Hiện đại với hồi xưa cũng còn sợ sệt lắm còn. Hồi đó mình sợ như thế nào? Sợ ý như là sợ bị đánh, bị đòn. Ý như là nghe ý như là làng gì cứ sợ hồi hộp vậy á. Sợ anh chị đánh mình nữa, chứ không thích cho em mình làm bê lê rồi. Ví dụ vậy quá. Nhưng mà người nhà mình có ai đánh không? Lần nào chưa? Thôi đừng nhắc lại chuyện đau lòng Phong ơi. Thôi đừng nhắc lại chuyện đau lòng Phong ơi. Thôi đừng nhắc lại chuyện đau lòng. Bây giờ mình yêu đời là được ha. Mình lạc quá ít như hai. Đừng nhắc nữa. Hai. Nhắc lại chuyện cũ là buồn.
ham anh của Hữu. Anh thứ tư là anh hai là hôm gặp này. Đây nè, anh hai lần hôm gặp, anh này là anh thứ tư. À, là chị chú một chú bảo vệ một chú xe ôm hả? Đây, chú này là ở nhà chú đó là hồi đó làm bảo vệ xe ôm. Dạ. Dạ, ăn ở không, không chấm xâm răng. Tám đứa con rồi bây giờ. Giờ tám đứa con không muốn nhờ, giờ 81, 82 tuổi là con nuôi. Làm nữa, làm mấy chục năm thôi, bây giờ phải bắt làm nữa, chết luôn. Vậy con, nghe chạy chạy đến sáng con. Mấy đứa con của anh hai thì nuôi lại thì tất nhiên là giờ anh hai có hai đứa con thì là bà hai với chị. Còn mỗi như, giờ như vú không có con sao? Thì với như là gì như là như mình không có con thì có người ta nó có con nhập con có của nhập của là bây giờ ví dụ bệnh hoạn còn anh chị còn con cháu rồi con không còn khỏe mà sợ gì. Nhưng mà đi nhặt ve chai ngày bữa đực bữa cái thì như Út làm ví dụ ra vô thì giờ nhiều người người ta từ thiện cho Út nữa, ý như là vậy sống là nhờ cơm giềng bà con nữa con. Cơm giềng bà con đây là tặng đồ ăn đủ rồi cho Út, là tặng tiền đó cho xài rồi nữa. Vậy là được ngày nào mừng ngày đó, ý như là sống là ngày nào mình vui ngày đó rồi được là con. Ở giờ đâu có biết là giờ làm tờ tiền giờ hơi dịch cúm rồi con thấy gì ghê, không phải với lại giờ mình nghèo quá giờ không phải nói chứ. Tiền mới để ra tiền con, phải nghiệm không? Dạ. Mình có tiền mới để ra tiền. Có khi nào Út tính là bán vé số ổn định? Có chứ, đó từ cái nghề của Út là đi bán vé số lượm dây chai đó. À, hai cái nghề đó thôi, thích bán vé số với lượm dây chai thôi. Chỉ thích hai món đó thôi. Hai thích hai cái nghề đó nhất. Út thích hai cái nghề đó nhất. Như nghề ca hát là cái nghề kiểu như mệt quá rồi, ý như già rồi giờ kiểu như yêu đời vậy thôi chứ. Giờ với lại như vậy Út tật quyền nữa, như vậy tốt như là mình phải có địa vị, mình phải làm sao mình có nghĩ không biết là Út có chất giọng đồ nọ, Út cũng đi hát đám ma đồ nữa, như là hồi đó như là mình cũng đi hát đám ma nhiều, đám ma rồi đi nhiều đám sinh nhật đám cưới rồi đi nhiều vậy đám gì mời cái mình đi, ví dụ như hồi đó có nhảy hồi mà chưa có dịch đó thì tung tăng đi hay hát đám ma ban đêm con biết rồi đó không? Giờ đi hát có cái ấn tượng nào đối với Út không, đám hả? Ý như đám ví dụ qua xong rồi hơi về thôi chứ không có biết ấn tượng là cái gì hết, ý như là kiểu như mình làm hết nhiệm vụ xong về. Mỗi đám như vậy được tiền công nhiều, ý như là hên xui vậy con, ý như là đi đám là cũng hên xui. Cái đám cũng nhiều tiền lắm, cái đám không có tiền, cái đám có tiền ít cũng không chừng. Mình cứ làm cho nó... Ý như là đúng ý, nhưng ta mời mình lại thì mình làm cho đúng với trách nhiệm của mình vậy xong. Giờ dịch giả thì đâu có được. Giờ đâu có ai mời hát nữa gì, giờ ví dụ có đám tiệc đâu, giờ ví dụ có đám gì cũng xong rồi đi lên đường chứ đâu có tổ chức lùm ben như hồi xưa đó. Giờ còn hương quê còn cái gì, Hương Nam còn hát, cái như tối nào ở ngoài, ở Đầm Sen, ở ra ngoài, ngoài nghe Đầm Sen. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ Út vẫn còn muốn lên sân khấu không? Sáng đèn không? Không, già rồi. Không. Thích hát dòng lại đường. À. Hai. Thích cà lẻ, ví dụ giờ, ví dụ có cái, ví dụ đi đẩy, đi bán cái số hát rồi ngoài lại đường lại là Út lại thích hơn. Thôi bây giờ nếu mà có người phụ cho Út một cái lô kèo kéo, rồi Út bên vừa bán vé số vừa bán vừa hát cho khán giả nghe, rồi ví dụ đi dọc đường tối được thì được ha, thích nhị nhất. Vậy đi chơi khỏi đi nhặt ve chai, đi nhặt ve chai cực không? Cũng phải lụm luôn, ý như là tích lũy được, thì vừa làm vừa ví dụ vừa hát đây lấy có ve chai lụm bỏ vô mình đâu có con trộm đâu mà sợ con. Hôm nay thì con trở lại thăm Út, cũng hy vọng rằng quý cô bác nào xem được đoạn clip này á, dạ, thì thấy Út bán vé số đâu thì có thể mua ủng hộ chị Út nhiều hơn. Tại vì câu chuyện của Út á, cuộc sống rất là chật vật. Cái thứ hai nữa thì hy vọng tương lai tới Út có thêm một cái lô kèo kéo, vừa bán vé số mưu sinh, vừa thỏa được cái niềm đam mê. Đam mê hay nữa đó là vậy, ban đêm cái chiều 6 bây giờ cái tách đi tét đi ra đường này đường kia. Để lấy quan này ủng hộ cho em một tờ giấy số chỉ có 10.000 đồng. Chúng là chơi cho, không chúng là trò chơi. Chiều mai anh chị có tài vô 2 tỷ sao? Lọt lỗ tai không Phong? Ví dụ vậy, lọt lỗ tai đó vậy. Phong Bâm mua giùm cho Út tờ giấy số đi, chỉ có 10.000 đồng. Chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Chiều mai con có tài, con chiều nay con có tài con vô 2 tỷ sao Phong? Lọt lỗ tai con không Phong? Thì mua bán mà như Út, cái miệng Út phá chừng mà thì cũng người ta mua liền cái gì. Hy vọng là một cái lần tới nữa đây thì con sẽ
chứng kiến Út có một cái lô kẹo kéo. Dạ. Đam mê, con cũng hy vọng cái hy vọng đó rất lớn ha. Thì dạ. cái mình ý như là mình sống là mình phải yêu đời, mình lạc quan, mình phải có cái tương lai với như vậy. Dạ. Hôm nay thì con trở lại thăm Út thì con cũng chúc Út sức khỏe, con chuyển cái món quà của người bạn của con á đến cho Út và hy vọng rằng một lần nữa thăm Út thì thấy Út cũng vẫn khỏe mạnh yêu đời như thế này. Ha. Dạ, con chúc Út sức khỏe nhiều. Rồi, Út chúc con trên mọi đường đi nước bước của con nhiều gặt gái, nhiều thành công.